chốt lại là đòi được nhẫn rồi đúng không? Chưa. Hôm qua con thấy vợ con cầm mỗi cái nhẫn mà mấy anh em làm giả. Còn cái nhẫn thật thì chẳng thấy đả động gì. Mất cả tiền xong rồi mất bao nhiêu công vẫn chưa lấy lại được cái nhẫn. Giờ anh còn không dám gọi điện hỏi con Đào. Hay mày gọi điện hỏi nó hộ anh. Thôi. Không. Có một cái chuyện đơn giản như thế, tại sao các anh cứ đùn đẩy cho nhau là thế nào? Này, anh nào có số của nó, bấm đây cho tôi. Nhờ như thế mà chúng mình mới không mất đi chiếc nhẫn kỷ niệm tình yêu đấy. Cậu đeo vào đi, xong rồi có gì nhắn tin cảm ơn em mình một câu nhé. Kệ, hôm trước đến uống bia coi như là cảm ơn rồi. Sai rồi. Long ơi, tập trung học bài, bố mẹ đang nói chuyện. Ok. Vâng ạ. Hay thật. Cái đó gọi là lịch sự thôi cậu, kiểu mình lịch sự mình cảm ơn một câu. Đeo vào tay. Để tôi xem lại xem nó có đúng không. Chắc chắn là đúng rồi. Đương nhiên là đúng. Thôi cậu đeo vào đi. Không, tôi cứ thấy cái này nó không giống đâu. Sao lại không giống? Rất là giống luôn. Không, nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Còn nếu mà không giống thì không giống ở điểm nào? Nó chỗ... Mẹ mệt hả? Mẹ sao thế ạ? Mẹ sốt cao quá. Không đưa mẹ đi khám nhé. Không khiến. Mẹ tôi tự lo được. Không dám làm phiền anh chị. Mẹ bị mấy ngày rồi. Để bọn con đưa mẹ đi khám nha. Không khám xét gì cả. Tôi chỉ cảm soàng thôi. Anh chị về đi. Mẹ ơi, mẹ giận mẹ cứ giận. Nhưng mà để bọn con đưa mẹ đi khám xem thế nào. Đã nói là không cần mà. Mẹ. Mẹ. Sẽ thế nào chứ không để thế này được đâu. Chồng mình sai, chắc chắn là lỗi của chồng rồi. Nhưng mình là vợ, đã bao giờ con tự hỏi tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Liệu có phải do tính cách của mình cứ muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên, muốn làm xáo trộn cả gia đình? Mình muốn khiến cho gia đình mình mệt mỏi, cho nên chúng nó đã phải khỏa lấp đi như vậy chưa? Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Trâm Anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cuộc đời này, con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Cái bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.